phật tử tất cả như lai đồng một thẻ tánh trong đại trí luân sinh ra đủ thứ trí huệ quang minh phật tử các ông nên biết một vị giải thoát của như lai sinh ra vô lượng đủ thứ công đức không thể nghĩ bàn chúng sinh nghĩ rằng đó là nhờ thần lực của như lai tạo ra phật tử đó chẳng phải là thần lực như lai tạo ra phật tử cho đến một bồ tát không từng ở chỗ đức phật trồng căn lành mà đắc được chút phần trí huệ của như lai thì không có lý nào đều do nhờ oai thần lực của chư phật khiến cho các chúng sinh đầy đủ công đức của phật mà phật như lai không có sự phân biệt không thành không hoại không có người làm cũng không có pháp làm phật tử đó là tướng xuất hiện thứ tám của như lai ứng tránh đẳng giác đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử như nương hư không mà khỏi bốn phong luân hay giữ gìn thủy luân những gì là bốn một là an trụ hai là thường trụ ba là cứu kính bốn là kiên cố bốn phong luân này hay nhiếp trì thủy luân thủy luân hay nhiếp trì đại địa khiến cho không tan hoại cho nên nói địa luân nương thủy luân thủy luân nương phong luân phong luân nương hư không hư không không chỗ nương tuy không chỗ nương mà hay khiến cho ba ngàn đại tiên thế giới được an trụ phật tử như lai xuất hiện cũng lại như thế nương trí huệ quang minh vô ngại khởi bốn thứ đại trí huệ phong luân của phật hay nhiếp trì căn lành của tất cả chúng sinh những gì là mười đó là đại trí phong luân nhiếp khắp chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ đại trí phong luân kiến lập chánh pháp khiến cho các chúng sinh đều sinh ái lạc đại trí phong luân giữ gìn căn lành của tất cả chúng sinh đại trí phong luân đủ tất cả phương tiện thông đạt đạt cõi vô lậu. Đó là bốn Phật tử chư Phật Thế tôn Đại Bi cứu hộ tất cả chúng sinh, Đại Bi độ thoát tất cả chúng sinh, Đại từ Đại Bi lợi ích khắp cùng, Đại từ Đại Bi nương Đại phương tiện thiện xảo, Đại phương tiện thiện xảo nương Như Lai xuất hiện, Như Lai xuất hiện nương trí huệ quang minh vô ngại, trí huệ quang minh vô ngại không chỗ nương. Phật tử đó là tướng xuất hiện thứ 9 của Như Lai ứng tránh đẳng giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như khi ba ngàn đại thiên thế giới thành tựu rồi, thì lợi ích vô lượng đủ thứ chúng sinh. Như chúng sinh sống dưới nước thì được lợi ích của nước, chúng sinh sống trên đất thì được lợi ích của đất đai, chúng sinh sống trong cung điện thì được lợi ích của cung điện, chúng sinh sống trong hư không thì được lợi ích của hư không, như lai xuất hiện cũng lạ như thế, đủ thứ lợi ích vô lượng chúng sinh, như người thấy Phật sinh tâm hoan hỷ thì được lợi ích hoan hỷ, người an trụ giới thanh tịnh thì được lợi ích của giới thanh tịnh, người an trụ các thiền định và vô lượng tâm thì được lợi ích của thánh nhân xuất thế đại thần thông, người an trụ pháp môn quang minh thì được lợi ích nhân quả bất hoại, người trụ vô sở hữu quang minh thì được lợi ích tất cả pháp bất hoại, cho nên nói Như Lai xuất hiện thì lợi ích tất cả vô lượng chúng sinh. Phật tử đó là tướng xuất hiện thứ 10 của Như Lai ứng tránh đẳng giác. Đại Bồ Tát nên biết như vậy.